Chào mừng các bạn đến với bản tin ngày 23 tháng 10. Messi đã viết gì trên trang Instagram sau khi kết thúc mùa giải đầu tiên ở Mỹ? Manchester City định chia tay với công thần Kevin De Bruyne khi kết thúc mùa giải năm nay. Liverpool quyết tâm cạnh tranh Alphonso Davies với Real Madrid. Tất cả sẽ có trong 10 phút tin cuối ngày hôm nay. Tottenham vẫn đang duy trì một phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ khi bắt đầu mùa giải năm nay. Vì vậy họ hoàn toàn thể nghĩ đến việc cạnh tranh cho chức vô địch và để bổ sung lực lượng phục vụ cho mục tiêu của mình. Tottenham được cho là đang quan tâm đến cầu thủ trẻ Javi Guerra của Valencia. Javi Guerra ghi 3 bàn ở La Liga mùa này. Sau 9 lần ra sân, đây là hiệu suất cao của một tiền vệ trung tâm có thiên hướng đá thấp được đưa lên đội 1 Valencia từ mùa hè vừa qua. Giá trị hiện tại của Javi Guerra tăng gấp 10 lần. Cầu thủ 20 tuổi gia hạn hợp đồng đến năm 2027 cùng điều khoản phá vỡ 100 triệu euro. Liverpool và Bayern đã có rất nhiều thương vụ chuyển nhượng qua lại thành công trong quá khứ, nhiều nguồn tin gần đây cho biết. The Kop đã xác định Alphonso Davies là mục tiêu số 1 và đang nỗ lực thực hiện thương vụ này như là một giải pháp thay thế lâu dài cho Andy Robertson. Theo Transfermarkt, định giá của cầu thủ người Canada rơi vào khoảng 74 triệu đô. Tuy nhiên, con số sẽ có thể tăng lên. Hiện tại, hợp đồng của Davies với Bayern chỉ còn 18 tháng. Chưa rõ hai bên có tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không. Tuy nhiên, Liverpool được cho là sẽ theo sát thương vụ này. Bên cạnh đó, họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Real Madrid. Manchester United dự kiến sẽ bày tỏ lòng kính trọng hơn nữa đối với Sir Bobby Charlton trước trận đấu Champions League với Copenhagen tại Old Trafford. Bức tượng của ông bên ngoài sân tràn ngập những lời tri ân dành cho huyền thoại của Man United vào hôm Chủ nhật khi người hâm mộ đặt hoa và khăn quàng cổ, trong đó nhiều người để lại lời tri ân sâu sắc cho một trong những người con nổi tiếng nhất của câu lạc bộ. Ông vừa qua đời ở tuổi 86. David De Gea mới đây vừa chia sẻ tấm ảnh chụp chung với đồng đội cũ ở Man United Bruno Fernandes trên trang cá nhân. Trong hình, cặp đôi này mặc áo của Reben Gaming, một đội eSports được thành lập bởi De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha viết chú thích một lần nữa ở bên nhau khi gặp lại Bruno sau 4 tháng rời Old Trafford. Anh đã thành lập đội eSports có tên là Rebel Gaming vào năm 2021. Đội đã tham gia nhiều giải đấu, bao gồm liên minh huyền thoại Rainbow Six Siege và Valorant. Năm 2022, Fernandes và cựu tiền vệ của Man United Juan Mata đã trở thành cổ đông của đội này. Áo đấu mới ra mắt của Rebel Gaming có tên là The Respite và sẽ được bán với giá khoảng 48 bảng. Theo tờ Defensa Central, Real Madrid được cho là đang quan tâm đến cơ hội sở hữu thủ thành Kepa Arrizabalaga vào cuối mùa giải năm nay. Hiện tại thì thủ thành 29 tuổi đang được cho mượn tại Real Madrid trong một mùa và cũng đang làm mọi cách để ở lại. Được biết, Chelsea cũng sẵn sàng để tuyển thủ Tây Ban Nha đến Real Madrid khi mà họ đã có sự phục vụ của một Robert Sanchez đang dần vào form. Khúc mắc lớn nhất nằm ở mức giá khi mà Los Blancos chỉ chấp nhận trả 10 triệu euro cho cầu thủ đã 29 tuổi, trong khi The Blue muốn nhiều hơn con số đó. Đã có những tiếng la ó lớn trong lần đầu tiên Rasmus Højlund thi đấu trong một trận đấu ở Premier League hồi đầu mùa giải này. Không chỉ vậy, vào tháng trước khi Brighton đang dẫn trước Manchester United trên sân Old Trafford, một số cổ động viên còn có những tiếng huýt sáo với màn trình diễn không tốt của Højlund. Hiện anh vẫn chưa có bàn thắng nào tại Premier League. Trước sự khó khăn của cậu trò khi chưa hòa nhập với môi trường ngoại hạng Anh, Ten Hag thừa nhận: "Chúng tôi gặp một số khó khăn cho quyết định ai mới là tiền đạo cắm của đội bóng. Sự cạnh tranh giữa Højlund và Martial là khá cao. Højlund hiện vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với môi trường bóng đá Anh hiện nay, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm làm được điều đó." Liverpool đang nhắm đến trung vệ Gonçalo Inácio như là một giải pháp tối ưu để gia cố hàng phòng ngự lỏng lẻo của họ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì cuối cùng trung vệ người Bồ đã quyết định gia hạn với câu lạc bộ chủ quản Sporting Lisbon. Mặc dù vậy, Liverpool được cho là vẫn rất quyết tâm ở kỳ chuyển nhượng tháng giêng. Tuy nhiên, điều khoản giải phóng của Inácio có giá trị khá cao, lên đến 52,4 triệu bảng. Theo thông tin từ Paris No Limit được xác nhận bởi tờ Le Parisien, thủ thành Sergio Rico nhiều khả năng sẽ trở lại sân công viên các hoàng tử trong trận đấu gặp AC Milan tới đây. Hiện vẫn chưa rõ việc liệu rằng anh đã sẵn sàng ngồi trên băng ghế dự bị hay chỉ đến để báo tin vui với người hâm mộ. Sergio Rico từng gặp một tai nạn ngã ngựa tương đối thảm khốc và từng được các bác sĩ chẩn đoán rằng phải giải nghệ bóng đá đỉnh cao. Thế nhưng bằng những biện pháp y học tiên tiến, Rico đã hồi phục một cách thần kỳ và đã tỉnh lại vào tháng trước. Theo như phác đồ điều trị từ các bác sĩ thì anh sẽ phải nghỉ đến cuối năm nay mới có thể thi đấu trở lại được. Bất chấp thất bại trên sân nhà trước Juventus vào tối Chủ nhật tuần này, AC Milan sẽ không có thời gian để suy nghĩ vì Rossoneri sẽ có trận gặp Paris Saint-Germain ở Champions League. Tại Parc des Princes, họ sẽ có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là với Kylian Mbappe. Olivier Giroud, người hiểu rất rõ về người đồng đội tuyển Pháp, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Canal Cộng về phương án hạn chế tầm ảnh hưởng của cầu thủ nguy hiểm nhất phía Paris. "Triết lý của chúng tôi là phòng thủ thật chặt ở sân nhà. Tôi không biết liệu huấn luyện viên có muốn chúng tôi phải dành toàn thời gian để phòng ngự không. Nhưng chúng tôi nhận thức rất rõ về sức mạnh tấn công của họ, bởi vì có ít nhất 3-4 tiền đạo của họ rất tài năng.
chúng tôi sẽ phải cảnh giác với tất cả mọi hiểm họa, tất nhiên là Kylian Mbappe nữa. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ dành ra nhiều người để bắt chết Mbappe, đó là một điều chắc chắn. Tự hào về tất cả những gì Inter Miami đã đạt được mùa này. Đó là những gì mà Messi viết trên Instagram hôm 22 tháng 10. Ngay sau trận cuối mùa 2023 của Inter Miami, với nỗ lực của tất cả mọi người, chúng tôi đã giành được League Cup, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, vào chung kết Cúp Quốc gia Mỹ và chiến đấu cho vé vào vòng playoff MLS Cup đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi đã đến đây và để lại những điều tốt đẹp cho các khán giả tại Miami. Trên hết, tôi hy vọng đội bóng có thể cải thiện hơn nữa để có thể cạnh tranh quyết liệt hơn trong năm tới. Tôi xin cảm ơn tất cả những người trong câu lạc bộ và thành phố Miami vì sự ủng hộ mà họ luôn dành cho chúng tôi. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau như chúng ta đã có trong vài tháng qua. Một cái ôm cho tất cả. Đã có một sự cố khá nghiêm trọng diễn ra trong trận đấu liên quan đến David Lopez của Girona và trọng tài Miguel Angel Otis Arias. Trong cuộc phỏng vấn giữa hiệp, hậu vệ này đã cáo buộc trọng tài có ngôn ngữ thô lỗ và xúc phạm trong hiệp 1, theo Diario AS. Thật khó để chơi bóng trong hoàn cảnh trọng tài không tôn trọng bạn, xúc phạm bạn. Bạn luôn phải cố gắng quên đi và tập trung vào trận đấu. Nhưng điều đó khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi đang nói về trọng tài đấy, tất cả cầu thủ ở La Liga đều biết chuyện này. Tuy nhiên, ủy ban trọng tài kỹ thuật đã xem xét đoạn ghi âm của Otis và kết luận rằng anh ta không sử dụng ngôn ngữ xúc phạm hoặc lăng mạ. Vì vậy, họ đã yêu cầu Lopez và Girona đính chính những phát biểu đó. Trên sân Bramall Lane, Maguire thi đấu ấn tượng, trở thành chốt chặn uy tín. Anh có 3 lần cản phá bóng, 3 lần đánh chặn, 5 trên 7 lần không chiến thành công và tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 82%. Sự xuất sắc của cựu sao Leicester giúp Quỷ Đỏ đứng vững trước Sheffield United, qua đó ra về với 3 điểm ở trong túi. Với những gì đã thể hiện, Maguire đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Ten Hag đã dành cho cậu trò Maguire những lời khen ngợi đặc biệt sau trận đấu. Nói về việc Maguire giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, Ten Hag cho biết, hoàn toàn xứng đáng, cậu ấy đã có một trận đấu rất tốt. Cậu ấy thể hiện được cá tính, chơi bóng rất tốt và đọc tình huống xuất sắc. Tôi vui mừng cho cậu ấy và màn trình diễn này. Tôi cũng vui mừng với chiến thắng của đội. Theo thống kê, Man United mới chỉ nhận đúng một thất bại, còn lại thắng 15 trận trong tổng số 16 trận mà Maguire ra sân kể từ tháng 10 năm 2022. Quỷ Đỏ chỉ để lọt lưới trung bình 0,7 bàn mỗi 90 phút trong quãng thời gian ấy. Con số rõ ràng nói lên tầm ảnh hưởng của Maguire. Mùa giải này, Toni Kroos và Luka Modric, đặc biệt là tiền vệ người Croatia, đã giảm bớt vai trò trong đội hình của Real Madrid. Hai lão tướng này thường phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho những cái tên trẻ hơn như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga và Federico Valverde. Ban lãnh đạo Real Madrid coi cả ba là những cầu thủ không thể chạm tới. Những người hâm mộ của kênh Khen Trắng muốn họ ra sân nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Kroos và Modric hầu như không được thi đấu, điều mà Ancelotti có vẻ không quá quan tâm. Ban lãnh đạo của Real Madrid cảm thấy không hài lòng về điều đó. Họ yêu cầu huấn luyện viên người Ý cần phải để hai công thần trên ra sân nhiều hơn trong mùa giải này. Nếu không, rất có thể cả hai sẽ tìm bến đỗ mới khi mùa giải năm nay kết thúc. Tiền vệ Kevin De Bruyne những năm qua là nhân tố không thể thay thế tại Man City. Tuy nhiên, sau cú ăn ba mùa giải trước, cầu thủ người Bỉ dính chấn thương nặng, tiền vệ sinh năm 1991 phải tiến hành phẫu thuật và nghỉ thi đấu tới tận hiện tại. Theo Transfermarkt, tiền vệ này hiện bỏ lỡ tổng cộng 17 trận đấu trong năm nay sau khi dính 3 chấn thương khác nhau, bao gồm bệnh tật và chấn thương ở chân. Anh dự kiến sẽ quay trở lại vào đầu năm mới 2024. Trong bối cảnh ấy, Man City đang cân nhắc lại khả năng đàm phán hợp đồng với tiền vệ mang áo số 17. Hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn tới mùa hè năm 2025. Trong thời gian qua, Man City có kế hoạch muốn giữ chân De Bruyne thêm 2 năm, tới mùa hè 2027. Song The Citizen có thể sẽ hủy bỏ kế hoạch này nếu chấn thương của tiền vệ người Bỉ tiếp tục tiến triển xấu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, De Bruyne dù đang dưỡng thương vẫn bỏ túi đều đặn 375.000 bảng một tuần. Đây là mức lương rất cao nên ban lãnh đạo Man City không thể mạo hiểm gia hạn hợp đồng khi chưa chắc chắn về tình trạng sức khỏe của De Bruyne. Gary Neville tin rằng những áp lực đang bắt đầu đè nặng lên tân binh của Arsenal, David Raya, và anh ngày càng mắc sai lầm nhiều hơn khi cảm thấy sức nóng gia tăng. Raya gặp khó khăn trong trận giao quân gần đây của Arsenal trước Longs tại Champions League. Không chỉ vậy, trận derby London với Chelsea vào cuối tuần qua, sự tự tin của anh bị ảnh hưởng khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Modric. Rất may mắn Arsenal đã ra về với trận hòa 2 đều. Chứng kiến điều đó, chuyên gia của Sky Sports Gary Neville tỏ ra không hài lòng trước màn trình diễn của thủ môn người Tây Ban Nha. David Raya đã khởi đầu sự nghiệp ở Arsenal rất tốt, nhưng sau đó anh ấy đã có trận đấu tồi tệ ở Champions League trước Longs, sau đó là hiệp 1 với Man City, và bây giờ là với Chelsea. Nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, rất có thể Ramsdale sẽ giành lại suất bát chính.
Xavi Hernandez mới đây đã đưa ra những cập nhật về tình hình chấn thương của cầu thủ Barcelona trước trận El Clasico vào cuối tuần tới với Real Madrid. Tuy vậy, những thông tin mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đưa ra không mấy khả quan cho Koulé khi chỉ có Balde và Jamal trở lại thi đấu. Ngoài ra, những trụ cột khác như là Robert Lewandowski, Pedri, Jules Koundé, Rafinha, Frankie De Jong và Sergi Roberto đều chưa chắc ra sân trong trận đấu quan trọng của mùa giải. Trong đó, hai trường hợp của Roberto và De Jong là chắc chắn không thể ra sân. Đây là tổn thất vô cùng lớn với Barcelona khi họ đang cạnh tranh rất gay gắt với Real Madrid cho chức vô địch La Liga. Hiện Blaugrana đang chỉ kém hơn một đại kình địch một điểm. Nếu anh giành chiến thắng trong trận đấu này, sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngai vàng của giải đấu. Và thế là hết bản tin chiều ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ bất kỳ bản tin nào của chúng tôi, vì đó là nơi chúng tôi sẽ mang những nhịp đập thể thao nóng hổi nhất đến với các khán giả thân yêu. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân.